Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nấu nước dashi dùng cho em bé ăn dặm từ 5 tháng tuổi. Nước dashi là gì? Nước dashi thay thế cho gia vị trong ăn dặm kiểu Nhật. Nước dashi có hai loại: dashi rong biển dùng cho bé từ 5 tháng và nước dashi rong biển cá bào dùng cho bé từ 7 tháng. Cách làm của mình là nước dashi rong biển nấu chung với rau củ, vừa kết hợp được cả dashi và rau củ cho bé ăn dặm. Đây là rong biển khô, tiếng Nhật gọi là kombu. Loại rong biển này là rong biển bẹ, được người ta phơi khô, bán rộng rãi ở các siêu thị Nhật. Mình mua loại này về và cắt thành các miếng nhỏ, dài từ 8 đến 10 phân. Mỗi lần sử dụng 1 đến 2 miếng. Còn lại mình cắt chữ ở các túi ziplock như thế này. Trên bề mặt rong biển các bạn có thể thấy những cái bụi trắng, nhưng mà cái này không phải là bụi bẩn hay mốc đâu, mà đây là rong biển khi mà người ta phơi khô, cái chất ngọt của rong biển nó khô lại trên bề mặt. Cái này không cần rửa, chỉ cần lấy khăn lau nhẹ, thậm chí không cần lau cũng được. Để nguyên như thế này và ngâm nước. Tuần thứ 3, sau khi bé ăn dặm, mình mới bắt đầu nấu nước dashi. Khi đấy bé chưa ăn củ cải và bắp cải bao giờ, nên mình bỏ riêng da dây hoặc giã riêng cho bé. Còn lại thì mình làm thành mix các loại rau củ. Mix này cũng giống như là bạn cho bé ăn hai loại rau một lúc. Hơn nữa, làm mix này rất dễ, linh hoạt để phối món cho bé. Cảm ơn các bạn đã tham khảo cách làm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.